Xin chào các bạn, ở trên tay mình đây đang là một sản phẩm, đó chính là chiếc remote cho các loại đèn RGB dùng để quay phim cũng như là chụp ảnh. Ví dụ ở bên cạnh mình đây đang là chiếc đèn có tên là IN36035 mã, và nó sử dụng trực tiếp chiếc remote này. Và với công dụng của chiếc remote này để giúp các bạn có thể điều chỉnh cường độ sáng cũng như là thay đổi màu sắc của đèn từ xa mà chúng ta không cần tới lại gần chiếc đèn. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ chia ra làm 3 phần. Mình đầu tiên đó là cái vòng tròn này này, các bạn nhìn thấy nó có rất là nhiều màu sắc. Và với vòng tròn này để giúp các bạn có thể điều chỉnh màu sắc của đèn RGB. Và phần này là phần cảm ứng nhá. Tiếp đến thì ở đây chúng ta sẽ có một bảng OLED để hiển thị những cái thông số của đèn. Và phần còn lại đó chính là những phần nút bấm cơ bản để sử dụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ bật đèn. Đây, như các bạn đã nhìn thấy, chúng ta có thể bật đèn trực tiếp trên remote mà không cần lại gần đèn bằng nút bật tắt ở đây. Nếu như trong trường hợp các bạn đang để ánh sáng trắng hoặc là vàng với nhiệt độ màu đó là 5005 hoặc là 3002 thì cái phần xoay ở đây thì giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh được cái phần cường độ ánh sáng của đèn. Đó. Đấy, các bạn có thấy chưa? Nếu như các bạn muốn chuyển sang các màu RGB hoặc là những cái màu sắc của đèn ấy thì chúng ta sẽ bấm một lần vào phần trung tâm, tâm của cái vòng tròn này. Đó. Rồi, chúng ta xoay. Nếu như chúng ta muốn màu sáng như thế nào thì chúng ta nhìn vào cái phần bảng màu hiển thị ở đây. Chúng ta xoay, miết theo đó. Đó. Miết cũng được, hoặc là chúng ta bấm cũng được. Đó. Rất là đơn giản đúng không nào? Tiếp theo nữa, ở đây thì mình muốn nói đến các bạn đó chính là cái phần là màn hình OLED này, nó hiển thị một số những cái thông số như thế này. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy đây là cái CH3 này này. Thì ở cái đèn này nó sẽ có tổng cộng là 8 kênh tất cả, để giúp các bạn có thể link những cái chiếc đèn giống hệt như này, IN36035 mã này lại với nhau. Và khi nào chúng ta điều chỉnh công suất, cường độ ánh sáng hoặc là màu sắc của một đèn thì tự động những chiếc đèn còn lại nó sẽ thay đổi theo. Đó, đó là về các kênh. Rồi tiếp theo đó là cái số to nhất, nó là 95 như các bạn nhìn thấy ở đây. Đây chính là cái phần mà công suất của đèn. Đó, công suất tối đa nó là 99 và tối thiểu thấp nhất nó là 0. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một nút bật tắt thì như ban đầu mình đã giới thiệu các bạn rồi, nó là phần phía bên phải của chúng ta. Rồi tiếp theo nó là 4 phím điều hướng. Và với 4 phím điều hướng này thì giúp các bạn cũng có thể điều chỉnh được công suất, cường độ ánh sáng của đèn thông qua phím lên xuống. Đó. Thay vì chúng ta miết hoặc là xoay thì các bạn có thể điều chỉnh những cái thông số này sao cho nó chính xác hơn. Tiếp theo đó là phím trái hoặc là phải. Thì phím trái phải này để giúp các bạn có thể chuyển các chế độ ánh sáng. Ví dụ như là nhiệt độ 5500 độ K nó là ánh sáng trắng này, hoặc là 3200 độ K là ánh sáng vàng này, hoặc là chuyển sang các chế độ màu RGB này. RGB đó. Đấy, chúng ta cũng có thể thay đổi các thông số ở đây. Rồi. Rồi, nhưng nếu như các bạn để ý kỹ hơn ấy, thì ở phần giữa trung tâm của 4 phím điều hướng chúng ta còn một phím bấm tròn nhỏ nữa. Thì nếu như các bạn bấm phím này một lần thì khi đó chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ là điều chỉnh cái cường độ hoặc là cái thông số theo đơn vị, đó là 1 hoặc là 10%. Đây, ví dụ như là chúng ta đang ở đây nhé, đó là điều chỉnh theo đơn vị đó là 1 này. Nếu như chúng ta ấn vào này thì nó sẽ điều chỉnh theo đơn vị đó là 10. Đó. Ngoài ra còn cái phím ở giữa này thì giúp các bạn có thể reset chiếc remote này. Nếu mà chúng ta dùng nhiều, dùng lâu ấy, thì sẽ có một số những cái tình trạng nó là sẽ bị những cái thông số này nó sẽ không đúng theo như ban đầu nữa. Thì các bạn có thể ấn trực tiếp nút này, giữ liền khoảng tầm 2 giây là tự động chiếc remote chúng ta sẽ reset lại về cái những cái thông số cơ bản ban đầu của đèn. Rồi, về phần bề mặt sau của đèn thì như các bạn có thể để ý kỹ hơn thì chúng ta sẽ có một là nó có 4 cái lỗ nhỏ ở đây này. Và 4 cái lỗ nhỏ ở đây thì giúp các bạn có thể gài hoặc là cái phần nam châm này nó hút vào trên cái phần thân đèn IN36035 mã nhé. Để giúp cho các bạn nếu như là các bạn không có pin. Ở đây nói đến pin thì mình cũng xin giới thiệu qua, đó là chiếc đèn này nó sử dụng loại pin đó là CR2032. Loại pin tròn nhỏ ở đây. Đấy. Nếu như chúng ta hết pin ấy thì các bạn có thể bỏ hẳn viên pin này ra và chúng ta gắn vào trên đèn và nó sẽ dùng nguồn trực tiếp của chiếc đèn của chúng ta. Nó sẽ dùng trực tiếp là cái phần pin này.
Đương nhiên rồi, khi đó thì chúng ta sẽ không còn điều khiển từ xa nữa mà chiếc remote này sẽ phải gắn liền ở trên đèn. Và vừa rồi là một số những thông số của chiếc remote dành cho chiếc đèn IN360-35mã. Và để biết thông tin chi tiết của sản phẩm này thì các bạn có thể click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp từ số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.